hàng Việt Nam, những đóng góp cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đến sự kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có các lãnh đạo ngân hàng nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ, đại diện các bộ, ngành, tổ chức liên quan, các thế hệ lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng, cán bộ công nhân viên cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng và đại diện đông đảo các tổ chức hội viên. Khẳng định được vai trò, vị thế của một tổ chức hội nghề nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đánh giá. Trải qua chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã khẳng định được vai trò vị thế của một tổ chức hội nghề nghiệp, đại diện tiếng nói cho cộng đồng ngân hàng. Tổ chức Tín dụng Việt Nam là cầu nối đáng tin cậy giữa các tổ chức hội viên với cơ quan quản lý nhà nước, hỗ trợ các hội viên để cùng hợp tác, phát triển an toàn và hiệu quả. Ngân hàng nhà nước ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua đóng góp tích cực cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam, đại diện ngân hàng nhà nước cho hay. Cũng theo ông Đoàn Thái Sơn, những năm qua, hiệp hội đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình khi đóng vai trò kết nối các hội viên, tập hợp ý kiến của các tổ chức hội viên, đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng qua đó thực hiện có hiệu quả việc phản biện, góp ý chính sách, hỗ trợ tích cực cho ngân hàng nhà nước trong xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng hiệp hội cũng đã chủ động phối hợp với ngân hàng nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của các tổ chức hội viên, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức hội viên, làm tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức hội viên, hỗ trợ các tổ chức hội viên xử lý kịp thời những vướng mắc khó khăn. Nhìn lại chặng đường một phần tư thế kỷ đã qua, có thể thấy hiệp hội ngân hàng đã luôn tích cực hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích đồng hành cùng sự phát triển của các tổ chức hội viên bám sát đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, điều hành của chính phủ và ngân hàng nhà nước, cố gắng phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ hiệp hội và hội đồng hiệp hội đề ra, góp phần hỗ trợ các tổ chức hội viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi, thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển lành mạnh, đúng hướng, đáp ứng những yêu cầu cụ thể của các tổ chức hội viên trong bước đường phát triển. Đồng thời tổ chức và hoạt động của hiệp hội ngân hàng cũng từng bước được củng cố, hoàn thiện và không ngừng phát triển, khẳng định được vai trò, vị trí của mình có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển và thành tích chung của ngành ngân hàng trong 25 năm qua. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, bước vào giai đoạn mới, môi trường hoạt động của ngân hàng sẽ có nhiều thay đổi, cạnh tranh ngày càng gay gắt, công nghệ ngân hàng tiếp tục phát triển nhanh và mạnh mẽ, khuôn khổ pháp lý ngày càng chặt chẽ, tạo ra những thuận lợi và cơ hội mới, nhưng khó khăn và thách thức mà các ngân hàng phải đối mặt cũng rất lớn để thích ứng tốt hơn với tình hình và yêu cầu mới các tổ chức tín dụng việt nam sẽ phải tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu theo phương án được duyệt tích cực xử lý nợ xấu chú trọng nâng cao năng lực quản trị năng lực tài chính theo chuẩn mực quốc tế tăng cường đầu tư nâng cấp hạ tầng ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất hiệu quả hoạt động đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng phát triển lành mạnh an toàn và bền vững nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế góp phần đắc lực vào việc thực hiện chiến lược của ngành và chính sách phát triển kinh tế xã hội của đảng và nhà nước để đồng hành và hỗ trợ cho các tổ chức hội viên, ông Phan Đức Tú, chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục các mặt còn hạn chế, tạo chuyển biến rõ rệt, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, với những trọng tâm sau. Một là, làm tốt hơn nữa công tác tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức hội viên tham gia tích cực và hiệu quả hơn nữa trong việc cải cách các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho các tổ chức hội viên, đồng thời hỗ trợ việc triển khai và thực thi có hiệu quả các chủ trương, chính sách, định hướng, điều hành của chính phủ và ngân hàng nhà nước. Hai là, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức hội viên, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác truyền thông của hiệp hội ngân hàng, làm cho xã hội hiểu hơn và chia sẻ về đặc thù hoạt động, vai trò Vị trí của hệ thống ngân hàng trong đời sống kinh tế, xã hội của đất nước đáp ứng sát đúng, kịp thời nhu cầu của các tổ chức hội viên. Ba là, phát huy tốt hơn nữa vai trò liên kết, vận động tổ chức hội viên của hiệp hội ngân hàng, kịp thời nắm bắt và đáp ứng những nhu cầu và đòi hỏi của hội viên, đồng thời tạo sự đồng thuận và tiếng nói chung, hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác cùng phát triển, cạnh tranh lành mạnh vì lợi ích chung của cộng đồng, triển khai có hiệu quả việc thực hiện bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng do Hiệp hội Ngân hàng ban hành, có kế hoạch tiến tới đào tạo chứng chỉ hành nghề cho cán bộ ngân hàng. 4 là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn của Hiệp hội Ngân hàng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức hội viên. 5 là tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đem lại lợi ích thiết thực cho tổ chức hội viên, thực hiện tốt trách nhiệm và cam kết với các đối tác nước ngoài, góp phần nâng cao vị thế của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. 6 là tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò của cơ quan thường trực hiệp hội, đảm bảo các nguồn lực cần thiết để cơ quan thường trực hiệp hội hoạt động thực sự chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các tổ chức hội viên. Box: Hiện nay, Hiệp hội Ngân hàng có 65 tổ chức hội viên, hầu hết các ngân hàng thương mại Việt Nam, trong đó có những ngân hàng lớn đều là thành viên của hiệp hội, do đó hội viên của hiệp hội đóng vai trò chủ chốt trên thị trường tiền tệ, tín dụng của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 92% tổng tài sản toàn ngành với khoảng 10,2 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hiệp hội Ngân hàng còn có 3 tổ chức trực thuộc đang hoạt động là Hội thẻ Ngân hàng, Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng và Câu lạc bộ Công nghệ Tài chính Ngân hàng, Câu lạc bộ Fintech. Hiệp hội Ngân hàng đã thúc đẩy sự hợp tác giữa Ngân hàng và các công ty Fintech, tham gia xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động Fintech và hình thành hệ sinh thái Fintech ở Việt Nam. Năm 2018 vừa qua, Hiệp hội Ngân hàng đã ban hành Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ Ngân hàng được ban lãnh đạo ngân hàng nhà nước ủng hộ, phát động toàn ngành triển khai thực hiện. Ghi nhận những thành tích, đóng góp của hiệp hội ngân hàng vào sự phát triển chung của ngành ngân hàng cũng như của nền kinh tế nói chung, Đảng, chính phủ và ngân hàng nhà nước đã khen tặng nhiều phần thưởng cao quý cho hiệp hội ngân hàng, huân chương lao động hạng nhì, huân chương lao động hạng ba, nhiều bằng khen của thủ tướng chính phủ, bằng khen của thống đốc ngân hàng nhà nước, bằng khen của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ, bằng khen của bộ tư pháp và các vinh danh khác. Trong chương trình kỷ niệm 25 năm ngày thành lập 14 tháng 5 năm 2019, Hiệp hội Ngân hàng Vinh dự đón nhận cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.